Mến chào cô chú, anh chị và các bạn. Mình có nghe chị mình nói đó, ở gần chỗ chị mình làm, Home Depot nó có bán rất là nhiều loại cam, quýt, tắc Việt Nam nữa. Cho nên mình đi rất là nhiều Home Depot. Mình quay lại cho cô chú anh chị em xem ở Home Depot nào họ có bán những cái loại cây cam quýt đó ha. Mùa này thì mình thấy họ để hoa ra quả trời nhiều luôn. Để đi vô trong coi có cam chanh quýt gì không. Cây này cây gì mà bông quá trời luôn cả nhà. Cây nó lùng sũng à. Mới bông ở đây. Vô trong thì mình chỉ thấy có dâu, rồi me nước, rồi ổi của mễ á, mấy cái trái ổi hột nhiều lắm, rồi trái đào nữa nè, rồi nho, mà hầu như Home Depot nào nó cũng giống với nhau hết. Mình không có thấy mấy cái cây cam chanh quýt gì hết trơn á. Đây bây giờ vô trong rồi, bây giờ mình đi kiếm nha. Đi tìm thấy coi. Mấy cái cây này lá đỏ đỏ đẹp quá ha. Mango, xoài, sau này xoài gì ta? Đây xoài. Bơ 34 đồng. Bên này bởi vì hatch. Ở Home Depot thì mùa này thì mình thấy có bơ nhiều nè, rồi mấy cái cây sung mỹ màu đen ăn rất là ngon luôn, và xoài nữa. Đây là Home Depot mà chị mình nói là nó có bán rất là nhiều loại cam quýt, quýt sumo, quýt golden agate, rồi tắc Việt Nam, cam caracara. Nghe chị mình nói là nó có quýt đường nữa. Thì cô chú anh chị em nằm ở gần vùng Mission Viejo đó, thì mình tới mình tìm cây nào mình thích đó, mình chọn mình mua ha. Còn ở từ vùng Lý Đồ Sài Gòn mình chạy lên đó thì nó mất khoảng 30 phút. Thì nếu mà cô chú anh chị nào mà muốn tìm những cây này thì mình có thể mình đi mình xem thử nha.